âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Có nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu cống hiến bởi vì cả hai đều thi đấu với tâm lý thoải mái. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng đang chờ đợi những cuộc đối đầu giữa các cá nhân. Danny Sturridge, Glenn Johnson, Kolo Touré, Guerra, Kolo Touré. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Với tốc độ xử lý và độ chuẩn xác cao đến như vậy thì đứng trong khung thành có là một vị thánh thì có lẽ cũng sẽ khó có thể tránh được một bàn thua. Adam Lallana để mất bóng rất nguy hiểm. Pha bắt bài rất tốt. Kolo Touré. Balotelli. Cơ hội dành cho Mario Balotelli. Xoay trở rất khéo. Huấn luyện viên đang có một chiến thuật xoay vòng cầu thủ có thể nói là rất tốt. Một cái. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Cơ hội dành cho Mario Balotelli. Stuart Downing. Vẫn là một phòng quen thuộc. Một pha xử lý rất thoải mái. Pha đi bóng rất quyết tâm. Lại chuyền nào. Stuart Downing. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Dengaro cũng đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận đấu. Hiệp 1 trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Hơi mạnh và không chính xác. Đội dành cho Mario Balotelli. Không được. Mario Balotelli. Vẫn còn. Đội dành cho Mario Balotelli. Đến lượt thủ môn cho thấy khả năng cảm phá tuyệt vời của mình.
Vừa rồi là một tình huống khó nhưng anh đã thành công. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Quá bổng. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Mario Balotelli. Quá vất vả để chống đỡ. Tình huống Việt Vị rất rõ. Xin mời kia. Mario Balotelli. Người sút cũng rất đẹp và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Không thành công. Đây là trận đấu không dành cho những người yếu tim. Mario Balotelli. Một cái. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa. Đó là một đường chuyền. Dứt điểm. Đó là một đường chuyền. Dứt điểm. Tình huống hú vía đối với cầu thủ. Dani Saric. Mario Balotelli. Dứt điểm. Vào. Bàn thắng đã giúp cho hai đội trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Áp lực về mặt tâm lý đã được cởi bỏ. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Pha đoạt bóng rất hay. Pha phản công. Không được. Một pha phạm lỗi. Thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc của trận đấu. Một trận đấu rất hay, cuốn hút. Cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình. Trận đấu ngày hôm nay khép lại với tỷ số hòa.